Meghan và ông xã hoàng tử Harry vừa có hành động làm lu mờ bố cha và anh trai William. Nhiều người cho rằng Harry và Meghan rất biết cách khiến bản thân nổi bật hơn cả hoàng gia Anh. Có thể nói đến giờ Harry và Meghan vẫn là cặp đôi thích gây náo loạn hoàng gia Anh nhất. Mới đây, cặp đôi vừa công bố hai bức ảnh chân dung thông qua nhiếp ảnh gia riêng. Bức hình được công bố chỉ sau hai ngày ảnh bộ tứ quyền lực của Charles III, Vương hậu Camilla, William và Kate được đăng tải. Được biết, hai bức ảnh mới của Harry và Meghan được chụp tại hội nghị One Young World dành cho các nhà lãnh đạo trẻ ở Manchester vào tháng trước. Trong hình đầu tiên, Meghan diện trang phục đỏ, đeo trang sức lan nhẫn và bông tai vàng. Cô nhìn thẳng vào ống kính và nắm hờ tay chồng. Trong khi đó, Harry đứng phía sau vợ và mỉm cười vui vẻ. Anh diện suit đen kết hợp cùng cà vạt đồng màu. Hình ảnh này khiến khán giả nhớ đến bức hình của cặp đôi trên tạp chí Time vào năm 2021. Khi đó, Harry cũng đứng sau vợ trong khi Meghan ở trung tâm bức hình. Ngoài ra, trong bức hình thứ hai, công tước và nữ công tước xứ Sussex đứng cạnh nhau và cùng nhìn về một phía. Bức hình đệm màu đen trắng và Meghan vẫn là tâm điểm của bức ảnh. Cô che nửa người của chồng và rất rõ nét như bạn gia nổi tiếng Missions Harriman. Giám đốc trung tâm biểu diễn nghệ thuật South Bank ở London đã là người thực hiện hai bức ảnh. Được biết, Mission cũng là bạn của gia đình Sussex. Hiện tại, hai bức ảnh của Harry và Meghan đang làm lu mờ bức hình bộ tứ quyền lực mà Hoàng gia Anh mới công bố. Trước đó, từ bộ tứ quyền lực được dành cho Harry, Meghan và William, Kate. Nhưng sau khi nhà Sussex rời đi, vợ Charles, William cùng hai bà vợ mới là tâm điểm của Hoàng gia Anh. Mới đây, vợ Charles và Vương hậu Camilla đã có buổi gặp gỡ người dân Dunfermline, Scotland. Đây được coi là một trong những di nguyện cuối cùng của nữ hoàng quá cố. Sự xuất hiện của vua và vương hậu đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng của người dân Anh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.